Chương 1 Hacker năng lực tăng lên, cầu cất giữ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ai, ngồi cùng bàn, ngươi giúp ta sửa một cái máy tính chiếu sao? Ban đêm tự học thời gian Hải thành y khoa đại học, hộ lý hệ ban ba Dương Dung không khỏi nhỏ giọng nhìn về phía ngay tại chơi điện thoại di động Sở Thiên. Sở Thiên, 18 tuổi, năm nay mới vừa vào học sinh viên đại học năm nhất, bởi vì tin vào nam hộ tương đối nổi tiếng, tốt nghiệp về sau tốt tìm việc làm thuyết pháp, cho nên, liền ghi danh đến Hải Thành Y khoa Đại học Hồ Lý Hệ. Đương nhiên, sự thật cũng xác thực như thế, liền trong nước tình huống mà nói, nằm y tá xác thực tương đối khang hiếm. Chỉ bất quá, để sở thiên không nghĩ tới chính là, hộ lý hệ vậy mà như thế âm thịnh dương suy. Toàn bộ hộ lý ban ba, hết thảy ba một người, chỉ có hai nam nhân. Một cái là hắn, một cái gọi là lý khang gia hỏa, có thể là bởi vì nữ nhân trời sinh liền đối máy tính loại vật này đầu óc chậm chạp cho nên từ khi sở thiên trước đó không lâu giúp một cái đồng học gắn lại một lần hệ thống về sau hắn liền thành trong lớp máy tính đại thần phàm là ai máy tính có chút việc đều tìm hắn hỗ trợ nhìn xem chính xong mình mỉm cười dương dung sở thiên nở nụ cười đạo ngươi máy tính thì thế nào ta cũng không biết dương dung đem mình laptop phóng tới sở thiên trước mặt đạo một mực có không hiểu thấu pop.up xuất hiện, nhốt còn đạn, một mực có, ngươi nhìn. Nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính đột nhiên bắn ra một cái tất cả đều là tiếng Anh pop.up, Sở Thiên không khỏi im lặng xoa một chút mặt. Dính virus. Thật sự là phục. Khẳng định là Dương Dung lại đem 361 phần mềm diệt virus cho nhốt. Bởi vì Sở Thiên dùng qua Dương Dung laptop, cho nên hắn biết rõ, Dương Dung có một cái thói quen đó chính là khởi động máy về sau, trước tiên đem máy tính dưới góc phải một chút không vừa mắt ô biểu tượng cho nhốt, ở trong đó liền bao quát 361 phần mềm diệt virus. Quả nhiên, gặp màn ảnh máy vi tính dưới góc phải, xác thực không có 361 phần mềm diệt virus ô biểu tượng, sở thiên một bên mở ra 361 phần mềm diệt virus, vừa nói, không phải cái đại sự gì, chính là dính virus, dết một dết liền tốt. À, dính virus rồi dương dung khẩn trương một chút bận biểu nói cái kia sẽ không đem máy vi tính của ta giết xấu a à? cái gì sở thiên dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn thoáng qua dương dung cười nói yên tâm đi sẽ không nói chuyện sở thiên trực tiếp điểm một cái nhanh chóng tra vết rất nhanh không đến một phút một cái phần mềm trô gian liền bị kiểm trắc ra thấy thế sở thiên điểm một cái xác định đem cái này phần mềm trô gian cho thanh trừ về sau lúc này mới đem laptop đưa cho dương dung đạo tốt về sau ít đau loạt đồ vật loạn thất bát tao rất nhiều đều là có virus gặp laptop trên màn hình quả nhiên không tiếp tục xuất hiện vừa rồi cái kia pop up dương dung vui vẻ cười một tiếng đạo thật nhanh nha hi hi có cái hacker đại thần làm ngồi cùng bạn chính là tốt hacker đại thần nghe được dương dung nói như vậy sở thiên khóe miệng không khỏi co quắp một chút đây con mẹ nó đều là cái nào cùng cái nào a, à, tại máy tính cái này một khối, hắn nhiều nhất cũng chính là cái nhập môn, thậm chí cũng không tính, làm sao đến Dương Dung trong mắt, liền thành hacker đại thần nữa nha. Bất quá, cùng Dương Dung loại này ngay cả phần mềm diệt virus cũng sẽ không dùng máy tính ngớ ngẩn cũng giải thích không rõ ràng. Ngay tại Sở Thiên chuẩn bị tiếp tục chơi điện thoại di động thời điểm, đột nhiên, một cổ bàn bạc máy tính tri thức, một chút tràn vào trong đầu của hắn loại cảm giác này tự như là trong đầu mở ra một cái thế giới mới đại môn toàn bộ là liên quan tới các loại máy tính tri thức cùng kỹ thuật mà lại ngắn ngủi trong nháy mắt sở thiên cũng cảm giác mình đối với máy tính kỹ thuật nắm giữ liền từ hiểu sơ thăng lên đến không gì làm không được đại thần tình trạng cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa một chút liền đem sở thiên cho làm mộng bức hai mắt ngơ ngác nhìn điện thoại sở thiên bận bịu quay đầu nhìn về phía dương dung phát giác được sở thiên động tác, dương dung đồng dạng quay đầu nhìn qua, sau đó cười một tiếng, lộ ra đầy miệng trắng noãn chỉnh tề răng. Bốn mắt nhìn nhau, sở thiên nhíu mày một cái, không khỏi thử dò xét nói, ngồi cùng bàn, ngươi, ngươi làm cái gì? À, dương dung vô tội một chút, cái gì làm cái gì? Ngồi cùng bàn, ngươi thế nào? Nhìn xem dương dung dáng vẻ vô tội, sở thiên chăm chú nhìn có hai ba giây, sau đó lắc đầu nói, áo, không có gì. Đúng vào lúc này, đột nhiên một trận đinh linh linh tiếng chuông vang lên. Ra về. Không có trì hoãn, nghe được tan học chuông reo lên, Sở Thiên một tay lấy điện thoại nhét vào trong túi, sau đó liền nhanh chóng rời phòng học. 9 giờ tối 20. Đợi cho trở lại mình tại Hải Thành Đại học phụ cận mướn phòng cho thuê về sau, Sở Thiên trực tiếp nhanh chân đi tới phòng ngủ, sau đó mở ra mình máy tính để bàn. Cùng đồng học tình huống không giống nhau lắm tại sở thiên đọc mùng hai thời điểm cha mẹ của hắn cũng bởi vì một trận ngoài ý muốn qua đời cho nên những năm này sở thiên vẫn luôn là mình nuôi sống chính mình mà bây giờ hắn đang đi học đồng thời còn tính là có một phần tương đối ổn định kim chức đó chính là cho một chút tiểu thuyết mạng tác giả làm tay súng giá cả không quý cũng liền một ngàn cái chữ mười khối tiền bất quá đôi này sở thiên tới nói đã rất tốt bởi vì hắn mỗi ngày tự học buổi tối về sau, đến trạng sáng một điểm có thể viết đại khái một vạn cái chữ, cũng chính là một trăm khối tiền. Mặc dù số tiền kia không nhiều, nhưng là, đã đầy đủ duy trì hắn chi tiêu hàng ngày. Bất quá, bởi vì trường học ký túc xá họ hét âm ỉ, lại thêm trường học ký túc xá trong đêm 11 điểm thời điểm muốn tắt đèn, cho nên, hắn liền ở bên ngoài trường mình thuê một cái tiện nghi phòng ở cũ, thuận tiện hắn gõ chữ. Sau nửa giờ, nhìn lên trước mặt máy tính để bàn, sở thiên triệt để bị mình chấn kinh. Bởi vì cái này ngắn ngủi thời gian nửa tiếng bên trong, hắn không đơn giản hát tiếng vào trong nước mấy nhà internet cự đầu công ty, càng thêm đen tiếng vào trong nước bốn ngân hàng lớn, cùng một chút quốc gia cơ mật bộ môn. Thậm chí sở thiên tin tưởng, chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần có mạng lạc bao trùm địa phương, liền không có hắn hát không đi vào. Thế nhưng là tại sao sẽ như vậy chứ? mình làm sao đột nhiên tại máy tính phương diện trở nên lợi hại như vậy đâu. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.